Tại siêu từ bi quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay cho chúng con ạ. Dạ Nam mô Bụt Thầy dạ. Anh là một thầy kính đại lễ Đức Phật, kính đại lễ giáo pháp, kính đại lễ chúng thành phần đệ tử Phật, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị tôn nữ, quý vị Phật tử. Ở trong hai ngày qua, kể từ ngày thứ năm Thượng tọa Nhật Đẳng liền khuyết cho Thượng tọa Pháp Đăng để giảng giải cái bài kinh Nhập Tức Xuất Tức Điện. Rồi ngày thứ năm là cái ngày đặc biệt lễ Phật đản. Ngày thứ sáu Thượng tọa tiếp tục đảm trách cái bài này cho liên đới. Thì hôm thứ sáu thứ bảy ở hôm thứ trong những cái ngày mà thuyết giảng này thì chúng tôi do vì công việc có nhiều, chúng tôi bị mệt bị bệnh, chúng tôi không có vào room để thảo luận với chư tăng, cũng như không có được nghe trực tiếp, chỉ được biết là phân đoạn bài kinh nhập xuất tức điện mà Đức Phật ngài thuyết có cái sự phân đoạn rõ ràng. Thì cái phần thứ nhất là giới thiệu về cái phép quán niệm hơi thở. Khi Đức Thế Tôn thuyết giữa hội chúng, mà trong đó Đức Thế Tôn trình bày là trong hội chúng này có những vị thánh vô học hữu học, có những hạng phạm nhân mà tu tập, ba mươi bảy bồ đề phần vân vân. Sau đó Đức Thế Tôn ngài có giới thiệu về cái pháp môn quán niệm hơi thở. Rồi ngày nói đến cái sự làm viên mãn bốn niệm xứ với pháp quán niệm hơi thở. Làm viên mãn bảy giác chi với quán niệm hơi thở. Và cuối cùng là minh giải thoát được viên mãn do nhờ quán niệm hơi thở. Để chúng ta có ba cái vấn đề đó. Là không tiếp tục cái đoạn nào, nhưng mà chúng tôi cũng có ý kiến cái này không biết là do sự chỉ đạo của Thượng tọa Nhật Đẳng hay là do si chúng ta. Thí dụ một bài kinh rất là dài, chúng ta được phân ra làm năm cái phân đoạn,
bằng 6 phân đoạn chẳng hạn. Cái buổi bữa đầu á, cái buổi đầu học được 2 phân đoạn rồi thì lẽ ra cái ngày kế tiếp á, là các vị MC chúng ta sẽ đọc cái phân đoạn thứ 3 đến thứ 4. Rồi cái ngày kế tiếp thì chúng ta sẽ học phân đoạn thứ 5, thứ 6. Thì như vậy nó đỡ mất thời gian. Còn đằng này đó, chúng tôi nghe hễ mà hôm nay mặc dù đã học qua 3 phân đoạn rồi, hôm nay lẽ ra học bài phân đoạn thứ 3, thứ 4, nhưng mà quý vị vẫn đọc như vậy, tôi nghe vẫn đọc từ đầu. Thế là dầu cho chúng ta còn 2 phân đoạn chót của bài kinh mà chúng ta vẫn đọc hết bài kinh, thì như vậy nó làm cho rắc rối, làm cho mất thời gian. Mà hôm trước để Đức Pháp tính cũng chính vì nghe quý vị đọc hết cái bài đó đó, mà Đức Pháp tính Đại Đức Tuệ Quyền nghe đọc hết cái bài đó, rồi cứ chụp lấy cái đoạn đó mà giảng thôi, mà không có chú ý đến cái phân đoạn bữa nay là thứ 3, thứ 4. Do đó chúng tôi xin đề nghị là hôm nay chúng ta nhớ biết ngày hôm qua chúng ta học đến phân đoạn nào. Thí dụ như hôm nay chúng ta học đến cái phân đoạn là làm viên mãn thất giác chi với pháp quán niệm hơi thở, thì đầu đọc từ đó thôi, thì chúng ta đọc từ cái đoạn mà viên mãn thất giác chi, bảy giác chi cho đến hết cũng được rồi, khỏi cần phải đọc lại từ đầu, nó mất thời gian. Thưa quý vị, đó là chúng ta có một vài ý kiến như thế. Nhưng nếu theo sự chỉ thị của sự chỉ đạo của Thượng Tọa Giác Đẳng cho đọc hết thì quý vị cứ đọc hết. Nam Mô Bổn Thầy Giá. Bây giờ xin mời cô Từ Mẫn đọc cho chính kinh, chính phần. Sau đó xin cung tình Thượng Tọa Giác Đẳng giảng giải bài học này. Nam Mô Bổn Thầy Giá. Một không tám không, làm viên mãn bảy giác chi với pháp quán niệm hơi thở và bốn niệm xứ này. Này các tỳ kheo, tu tập như thế nào làm cho sung mãn, như thế nào khiến cho bảy giác chi được viên mãn? Này các tỳ kheo, trong khi tùy quán thân trên thân, tỳ kheo trú nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời, trong khi ấy niệm không hôn mê của vị ấy được an trú, trong khi niệm không hôn mê của vị ấy cũng được an trú. Và này các tỳ kheo, trong khi ấy niệm giác chi được bắt đầu khởi lên với tỳ kheo, trong khi ấy tỳ kheo tu tập niệm giác chi, trong khi ấy niệm giác chi được tỳ kheo tu tập đi đến viên mãn. Vị ấy an trú với chánh niệm, như vậy suy tư, tư duy thẩm sát pháp ấy với trí tuệ. Này các tỳ kheo, trong khi chú với chánh niệm như vậy, tỳ kheo với trí tuệ suy tư, tư duy thẩm sát pháp ấy, trong khi ấy trạch pháp giác chi đã được bắt đầu khởi lên với tỳ kheo, trong khi ấy tỳ kheo tu tập trạch pháp giác chi, trong khi ấy trạch pháp giác chi được tỳ kheo tu tập đi đến viên mãn. Trong khi ấy tỳ kheo với trí tuệ suy tư, tư duy thẩm sát pháp ấy, sự tinh tấn không thụ động bắt đầu khởi lên với vị tỳ kheo. Này các tỳ kheo, trong khi tỳ kheo với trí tuệ suy tư, tư duy thẩm sát pháp ấy, trong khi tinh tấn không thụ động bắt đầu khởi lên với tỳ kheo ấy, ấy tinh tấn giác chi được bắt đầu khởi lên nơi tỳ kheo, trong khi ấy tỳ kheo tu tập tinh tấn giác chi, trong khi ấy tinh tấn giác chi được tỳ kheo tu tập đi đến viên mãn.
Hỷ không liên hệ đến vật chất được khởi lên nơi vị tinh tấn tinh cần. Này các tỳ kheo, trong khi hỷ không liên hệ đến vật chất khởi lên nơi tỳ kheo tinh tấn tinh cần, trong khi ấy hỷ giác chi bắt đầu khởi lên nơi tỳ kheo, trong khi ấy hỷ giác chi được vị tỳ kheo tu tập, trong khi ấy hỷ giác chi được tỳ kheo tu tập đi đến viên mãn. Thân của vị ấy được tâm hoan hỷ trở thành khinh an, tâm cũng được khinh an. Này các tỳ kheo, trong khi tỳ kheo với ý hoan hỷ được thân khinh an, được tâm cũng khinh an, trong khi ấy khinh an giác chi bắt đầu khởi lên nơi tỳ kheo, trong khi ấy khinh an giác chi được tỳ kheo tu tập, trong khi ấy khinh an giác chi được tỳ kheo làm cho đi đến sung mãn. Một vị có thân khinh an, an lạc, tâm vị ấy được định tĩnh. Này các tỳ kheo, trong khi ấy tỳ kheo có thân khinh an, an lạc, tâm vị ấy được định tĩnh. Trong khi ấy định giác chi bắt đầu khởi lên nơi tỳ kheo. Trong khi ấy định giác chi được tỳ kheo tu tập, trong khi ấy định giác chi được tỳ kheo làm cho đi đến sung mãn. Vị ấy với tâm định tĩnh như vậy, khéo nhìn sự vật với ý niệm xả ly. Này các tỳ kheo, trong khi tỳ kheo với tâm định tĩnh như vậy, khéo nhìn sự vật với ý niệm xả ly, trong khi ấy xả giác chi bắt đầu khởi lên nơi tỳ kheo, trong khi ấy xả giác chi được tỳ kheo tu tập, trong khi ấy xả giác chi được tỳ kheo làm cho đến sung mãn. Các tỳ kheo, trong khi quán thọ trên các cảm thọ, này các tỳ kheo, trong khi quán tâm trên các tâm, này các tỳ kheo, trong khi quán pháp trên các pháp, tỳ kheo an trú nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm với mục đích điều phục tham ưu đời. Trong khi ấy, niệm của vị ấy được an trú không có hôn mê. Này các tỳ kheo, trong khi niệm của tỳ kheo được an trú không có hôn mê, niệm giác chi trong khi ấy được bắt đầu khởi lên nơi tỳ kheo. Niệm giác chi trong khi ấy được tỳ kheo tu tập, niệm giác chi ấy trong khi ấy được tỳ kheo làm cho đi đến sung mãn. Vị ấy an trú với chánh niệm như vậy, suy tư, tư duy, thẩm sát pháp ấy với trí tệ. Này các tỳ kheo, trong khi an trú với chánh niệm như vậy, vị ấy suy tư, tư duy, thẩm sát pháp ấy với trí tệ. Trạch pháp giác chi trong khi ấy được bắt đầu khởi lên nơi tỳ kheo. Trạch pháp giác chi ấy trong khi ấy được tỳ kheo tu tập, trạch pháp giác chi ấy trong khi ấy đi đến sung mãn, tinh tấn không thụ động, bắt đầu khởi lên nơi vị ấy. Này các tỳ kheo, trong khi tỳ kheo suy tư, tư duy, thẩm sát pháp ấy với trí tệ, với tinh tấn không thụ động, bắt đầu khởi lên nơi vị ấy. Tinh tấn giác chi trong khi ấy bắt đầu khởi lên nơi vị tỳ kheo. Tinh tấn giác chi được tỳ kheo tu tập, tinh tấn giác chi được tỳ kheo làm cho đi đến sung mãn. Đối với vị ấy, tinh cần tinh tấn hỷ không liên hệ đến vật chất khởi lên. Này các tỳ kheo, trong khi tỳ kheo tinh cần tinh tấn và hỷ không liên hệ đến vật chất khởi lên, hỷ giác chi trong khi ấy bắt đầu được khởi lên nơi tỳ kheo. Hỷ giác chi ấy trong khi ấy được tỳ kheo tu tập, hỷ giác chi ấy trong khi ấy được tỳ kheo làm cho đến sung mãn. Thân của vị ấy được tâm hoan hỷ trở thành khinh an, tâm cũng được khinh an. Này các tỳ kheo, trong khi tỳ kheo với ý hoan hỷ được thân khinh an, được tâm cũng khinh an, trong khi ấy khinh an giác chi bắt đầu khởi lên nơi tỳ kheo. Trong khi khinh an giác chi được tỳ kheo tu tập, trong khi ấy khinh an giác chi được làm cho đi đến sung mãn. Một vị có tâm khinh an, an lạc, tâm vị ấy được định tĩnh. Này các tỳ kheo, trong khi ấy vị ấy có thân khinh an, an lạc, tâm vị ấy được định tĩnh, trong khi ấy định giác chi bắt đầu khởi lên nơi tỳ kheo. Trong khi ấy định giác chi được tỳ kheo tu tập, trong khi ấy định giác chi được tỳ kheo làm cho đi đến sung mãn. Vị ấy với tâm định tĩnh như vậy, khéo nhìn sự vật với ý niệm xả ly. Này các tỳ kheo,
Trong khi tỳ kheo với tâm định tĩnh như vậy, khéo nhìn sự vật với ý niệm xả ly, trong khi ấy xả giác chi bắt đầu khởi lên nơi tỳ kheo, trong khi ấy xả giác chi được tỳ kheo tu tập, trong khi ấy xả giác chi được tỳ kheo làm cho đi đến sung mãn. Này các tỳ kheo, bốn niệm xứ tu tập như thế nào làm cho sung mãn, như thế nào khiến cho mình giải thoát được viên mãn? Ở đây, này các tỳ kheo tu tập niệm giác chi liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến diệt, hướng đến xả ly, tu tập trạch pháp giác chi, tu tập tinh tấn giác chi, tu tập hỷ giác chi, tu tập khinh an giác chi, tu tập định giác chi, tu tập xả giác chi, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến diệt, hướng đến xả ly. Này các tỳ kheo, bảy giác chi được tu tập như vậy, được làm cho sung mãn như vậy, khiến cho minh giải thoát được viên mãn. Thế Tôn như vậy, các tỳ kheo ấy hoan hỷ tính thọ lời Thế Tôn dạy. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và Nam Mô Bố Tha Giá, con thành kính tri ân quý sư và quý đạo tràng và Xích Phong Lan. Con đã đọc xong bài chánh kinh hôm nay và con kính cung thỉnh ngài Thượng Tọa Giác Đẳng Từ Bi Quan Hỷ giảng dạy cho chúng con bài học hôm nay. Và Nam Mô Bố Tha Giá. Nam mô Bổn Sư Thích Minh Châu. Đại lễ Thượng Tọa Tổ Sư, đại lễ chư Thượng Đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta bước qua một phân đoạn khác nói về pháp niệm hơi thở và thức giác chi. Thức giác chi chính nhất trong Phạn ngữ gọi là Bổn Sư Thích Minh, tức là bảy chi phần của tuệ giác. Điều này nhiều. Thứ nhất là chúng ta nên hiểu đó là một cái công thức để tuệ giác được thắp sáng. Thông thường nhiều người nghĩ rằng đối với trí tuệ thì nó đến mà nó đi, đa phần là do sự hên xui. Ở trong hoàn cảnh đó, tự nhiên mình sáng suốt, hay đôi khi họ thông minh đột xuất, thì là một điều may mắn. Mà mình không may mắn, tự nhiên ma đưa lối quỷ đi đường. Ở trong trường hợp đó, mình lại tối tâm, mình u mê. Nhưng mà kỳ thật, ở trong cái nhìn của thiền quán, thì tuệ giác sanh khởi không phải là sự ngẫu nhiên tình cờ hay là sự hên xui, mà đó là do những cái tố chất kết hợp. Chúng ta tạm gọi là công thức. Giống như là khi mình nấu một món chè mà mình nấu ngon, có người thì may mắn cũng để nấu nước sôi lên, để đậu vô, rồi để đường thêm này thêm kia vô rồi thì như nó ngon. Nhưng mà người đó không nắm rõ cái công thức, cái nguyên tắc nấu. Nhưng mà có những người khác ấy, biết rõ nguyên tắc nấu, nấu lần nào cũng ngon được, bởi vì họ nắm rõ cái lý thuyết. Thứ vị
tuệ giác có một cái vai trò có thể nói rằng vô cùng quan trọng ở trong hành trình tu tập. Nhưng mà tuệ giác đối với một thì, tức là một người hành đức, không phải là một sự may rủi, mà là do sự kết hợp của nhiều yếu tố. Chúng ta có nghe câu chuyện của Kim Dung viết công nguyện Lục Bạch Thần Kiếm, đoàn dự thái tử vua nước Đại Lý, học được Lục Bạch Thần Kiếm ở tại chùa Thiên Long do Hòa Thượng Chánh Minh truyền dạy. Nhưng mà vị này thành tựu nhưng mà không có sức chiêu được. Ở trong một cái hoàn cảnh nào đó mà bất kỳ xuất ý thì sức chiêu được, còn bình thường bị người ta hiếp đáp, người ta đánh đập thì cũng không có sức chiêu được. Thậm chí là người ta giết cha giết mẹ mình cũng có gì, giết cha mình cũng có không có sức chiêu được. Thì cái trí tuệ của phần đông chúng ta giống như là Lục Bạch Thần Kiếm đối với Đoàn Dự vậy, có khi có khi không, có khi xài được có khi không xài được. Người Việt Nam hay dùng chữ, bây giờ hay nói chữ hên xui. Nhưng mà kỳ thật thì tuệ giác ở trong kinh Phật gọi là Pochanga. Pochanga đi gọi là giác chi, tức là những cái tố chất hợp lại thành ra tuệ giác, hay là những cái chi phần chúng ta làm gọi là cái công thức. Như là mình muốn làm cái gì đó thì nó phải có những điều kiện kết hợp lại thì để thành tựu, thì chúng ta gọi đó là phối tranh cá, gọi là giác chi. Trước khi mà chúng ta đề cập đến bảy giác chi đối với ở trong sự liên hệ đối với pháp niệm hơi thở, thì chúng ta nên định nghĩa giác chi là gì, bảy giác chi đó là gì. Đầu tiên là niệm giác chi. Niệm giác chi tức là cái khả năng bám sát với thực tại. Bám sát thực tại ở đây đó là có thể đặt cái sự chung mà nó không để cho sự việc nó vượt khỏi cái sự chú ý của mình. Đó gọi là niệm giác chi. Một cái thí dụ đơn giản là nếu quý vị tình cờ có ai gửi giữ giùm cho một đứa con nhỏ, khi một đứa nhỏ nó ở trong nhà mình mà mình không để ý thì nó có thể cầm những cái vật lạ nó bỏ vào miệng nó nuốt. Nít nó hay bị cái đó. Hoặc giả là nó có thể kéo những đồ đạc ở trên kệ rớt xuống, bị thương hay là làm bể hỏng đồ đạc của chúng ta. Thậm chí ở miền quê mà chúng ta ở ngày xưa, thưa quý vị, nhà không có hàng rào mà nhà gần mấy cái mương, mấy cái ao, nít mà bị té xuống ao chết rất là nhiều. Thì như vậy không có trách những đứa nhỏ đó, bận thì bận, làm gì thì làm, nhưng mà luôn luôn để tâm theo dõi đứa nhỏ nó đang làm gì, và sớm khám phá kịp thời là cái gì bình an, cái gì nguy hiểm xảy ra đến cho nó. Nói thì rất là đơn giản, nhưng mà để có một cái khả năng chú ý thường xuyên mà gọi là niệm á, niệm giác chi gọi là chánh niệm đó, thì chuyện đó nó không đơn giản. Thứ nhất là chúng ta không có thói quen theo dõi một cách liên tục, và thứ hai nữa là chúng ta
bị chi phối bởi những ý nghĩ vẩn vơ. Một cái nguyên tắc căn bản của người lái xe đó là luôn luôn ý thức được cái tình trạng của con đường, ý thức được những chiếc xe nào chạy quá gần hay quá xa mình, ở bên hông mình có xe hay không. Nhưng mà nếu một khi mà chúng ta vừa lái xe mà trả lời điện thoại hay là đầu óc nghĩ vẩn vơ chuyện gì đó, thì có thể chúng ta lái xe bằng quán tính, bằng thói quen, nhưng mà khi tai nạn xảy ra thì mình phản ứng không kịp. Đó là có nhiều người tại sao lái xe hay bị người ta đụng phía sau, là vì chạy tốc độ rất nhanh, mình gặp chuyện mình thắng thì mình lại không có chú ý có xe chạy sát mình ở phía sau mà đang chạy với tốc độ nhanh. Thì như vậy cái căn bản của niệm là có khả năng bám sát với thực tại. Khả năng bám sát của thực tại này nó khiến cho thực tại trở nên rất là rõ ràng. Khi chúng tôi còn nhỏ đó, có khi bị ông ngoại la rầy, ông ngoại hay nói rằng ở trong nhà đó thì mấy đứa nhỏ thì đa phần là nó đuôi, đứa lớn chúng ta thì có một con mắt, cha mẹ thì có hai con mắt mà ăn trộm có bốn mắt. Thì mình nghe ông bà cha mẹ rầy như vậy cũng kỳ, sao mà nói mình đuôi hay là một con mắt hai mắt. Thì ông ngoại nói rằng có những đứa sống ở trong nhà mà đồ đạc trong nhà còn cũng không biết, mất cũng không hay, không để ý chuyện gì hết. Cái gì mà có, cái gì mà hư hao, cái gì cần phải sửa chữa, cái gì cần phải thu dọn, phải cất, có nhiều khi đồ đạc quăng bừa bãi, trời mưa nó hư đi chẳng hạn. Những người lớn như cha mẹ đó thì biết có trước có sau một chút, nhưng cái người mà ngó kỹ đồ đạc trong nhà chúng ta đó là ăn trộm rồi bốn con mắt. Thì cái ví dụ tương tự như rằng chúng ta thường sống nhưng mà không có cái nhận biết một cách rõ ràng về những gì đang xảy ra ở đây và bây giờ. Mình làm á, mình để cái vật gì ở chỗ nào đó thì mình quên, cái chìa khóa mình không biết để đâu, để lúc mình để xuống mình không có để tâm vào trong chỗ đó. Và nhiều lúc mình nói một câu chuyện mà mình lạc đề, mình cũng biết mình đang nói cái gì, đang nói giữa chừng là quên đi. Hay hoặc giả mình sống mà mình bận tâm quá nhiều về những gì thuộc về quá khứ, mình trong lúc hiện tại thì mình không có một cái rõ nét bị gì đang xảy ra. Vì vậy chữ sati mà chúng ta thường gọi là chánh niệm, đầu tiên là cái khả năng bén nhạy bám sát với thực tại bây giờ. Và từ cái yếu tố của chánh niệm á, niệm giác chi á, chúng ta có lâu ngày mới trở nên tinh tế, mình đạt đến một cái trạng thái thứ hai gọi là trạch pháp giác chi. Trạch pháp giác chi nghĩa là sự tinh tế phân biệt. Sự tinh tế phân biệt ở đây nó không đơn thuần là người ta chỉ cho mình, mà nó là một kinh nghiệm thực tế. Chúng tôi lấy một ví dụ là một người không biết uống trà mà đưa cho họ trà Thiết Quan Âm hay là trà Ô Long hay là trà Bành Thành, nhiều khi trà nào cũng đối với họ cũng là cái vị trà thôi, rồi bị đắng đắng giống nhau. Nhưng mà với một người thế thì nó có sự khác biệt. Và sự khác biệt giữa điều này và điều gì kia, giữa cái thiệt và cái giả đó, đôi khi nó nằm ở trong đường tơ kẻ tóc thôi. Có những người họ có khả năng phân biệt tiền giả với tiền thật, họ phân biệt món ngon với món dở. Chúng tôi nhớ hồi trước có một lần đi ngoài chợ, đang đứng ở trước một cái hàng họ bán siêu vô, tức là cái loại mì cốc để ăn sáng đó, thưa quý vị. Thì đứng có tới người luôn không biết chọn cái nào, thì có một
bà người Mỹ lớn tuổi đi ngang, bà thấy như vậy bà chỉ, bà nói cái này ăn được, ăn ngon. Thì thưa quý vị, nghe bà chỉ thì mình thấy cũng vui, mình cảm ơn bà và lấy ngay cái hộp đó để xe mang về. Khi mang về thì cũng hí hửng nói với Chư Tăng ở trong chùa Pháp Vân là hồi nãy có một vị đi ngang, bà tử tế và đứng là bà chỉ cái hộp này nó ăn được. Nhưng mà khi mà buổi sáng hôm sau khui ra ăn sáng thì các vị ở trong chùa nó thì họ nói về chứ cái nào nó cũng giống nhau hết, đã ăn hai ba thứ cái nào cũng giống nhau. Thì chúng tôi quả thật lúc đó thì chúng tôi thấy cũng có khác gì biệt gì với những loại cereal mình thường ăn. Nhưng mà sau này ở Mỹ lâu này ngày thứ vị có những thứ mình ăn thậm chí oatmeal á, hai ba hiệu khác nhau nhưng mà có hiệu này là khác hiệu kia, mình phải ăn nhiều mới phân biệt được. Thì cái trạch pháp, chỉ trạch pháp căn bản nó là một sự phân định, một cái sự lựa chọn, một cái thái độ rõ ràng giữa cái này cái kia nó khác biệt và mình có sự lựa chọn. Thì trạch pháp đó, nói cho trong cái ngôn ngữ của mình đó là sự tinh tế. Dạ, tinh tế như là một người uống trà nhiều họ có thể phân biệt trà ngon trà dở, họ uống rượu vang nhiều họ sẽ phân biệt rượu vang ngon và rượu vang dở. Cái sự phân biệt đó, cái sự tinh tế đó đó, nó không có đơn thuần qua ngôn ngữ mà được, mà nó là một cái sự tinh tế đến từ chánh niệm. Không có chánh niệm người đó không phân biệt được cái đó. Thật ra cái trạch pháp đó, là nó dựa trên sự gọi là trạch pháp giác chi, dựa trên niệm giác chi. Và sau cái trạch pháp giác chi đó thì nó dẫn cái yếu tố gọi là cần giác chi. Cần giác chi ở đây đó là một cái sự dứt khoát, dạ, thái độ dứt khoát. Chỉ cần thật ra nó là sự tinh tấn, nhưng mà sự tinh tấn trong đạo Phật đó được đề cập đến là một cái thái độ rõ ràng. Cái chữ cần trong Phật giáo đó nó không phải là sự cố gắng đơn thuần. Ví dụ như là bây giờ mình cần đẩy chiếc xe, mình muốn đẩy chiếc xe mình phải ráng sức lên, cái ráng định nghĩa sự tinh tấn. Cái cần không phải, chỉ cần trong Phật giáo định nghĩa như vậy, nó có bốn yếu tố là thận trừ tu và bảo. Thận là cố gắng ngăn ngừa cái gì có hại, trừ là đoạn diệt cái gì có hại, tu là gìn giữ cái gì có lợi lạc, và bảo xin lỗi, tu là cái gì lợi lạc mà chưa có làm cho nó có, và bảo là cái gì mà lợi lạc mà nó có rồi thì gìn giữ. Thì như vậy bốn chữ thận trừ tu bảo đó, nó là một cái thái độ rõ ràng phân biệt cái lợi lạc và cái không lợi lạc, cái có hại và cái không có hại. Nói rõ hơn là cái thiện và cái bất thiện. Nhưng mà trong cái thiện đó thì có cái thái độ là ngăn ngừa và tiêu trừ, trong cái thiện thì cũng có cái gìn giữ và làm cho sanh khởi. Dạ. Đối với thiện thì cái chưa sanh khởi làm cho sanh khởi, cái sanh khởi rồi rồi thì làm sao cho nó được tồn tại. Thì như vậy cái chữ cần đó là một thái độ dứt khoát. Chúng tôi lấy một ví dụ như vậy là nếu chúng ta có một cái vật tầm thường, hay là chúng ta không có phân biệt vật đó vật tầm thường hay vật quý đó, thì nó nằm ở một góc nhà hay nó nằm ở ngoài hè chúng ta không quan tâm tới. Nhưng một khi mà chúng ta đủ cái sự hiểu biết rằng đó là một cái con dao rất là quý, một cái mâm rất là quý, mà mình thấy con cháu thấy ai quan ở ngoài hè đó, không, cái này không thể để chỗ này được, mình phải đem cất đi, tại vì đó là vật quý, để nó lỡ người ta thấy hình ta họ đem làm việc này kia như thế nào. Thì thứ gì cái thái độ dứt khoát là phải đem cất nó đi. Cái thái độ ở trong đạo Phật gọi là cần, tức là chúng ta biết khẩn trương với cái gì cần khẩn trương. Hay hoặc giả là một người mà không có biết gìn giữ đồ ăn đó, thấy có một cái tô ăn để bên ngoài, từ lúc mà còn ăn được cho đến lúc hư đó, thì người đó không có để ý, không phân biệt được. Nhưng với một người mà đủ sự hiểu biết rồi, biết rằng cũng cái tô đồ ăn đó
mà mình không, đem không cất vô tủ lạnh đó, thì ngày mai này mình ăn nó sẽ bị đau bụng, nó sẽ bị hư. Và cái tô đồ ăn đó, thật ra mà nếu mình phải chuẩn bị tốn rất nhiều công, tại sao mình không đem mình cất tủ lạnh để ngày mai mình ăn được, hơn là mình để rồi nó hư, nó phí bỏ uổng đi. Cái đó, thái độ dứt khoát đó gọi là cần giác chi. Thì cái cần giác chi đó nó được sản sinh ra từ cái trạch pháp giác chi. Trạch pháp là cái khả năng tinh tế phân biệt. Mà khi khả năng tinh tế phân biệt rồi thì một người sẽ dẫn đến một cái thái độ là dứt khoát, làm cái gì cần làm và tránh cái gì cần tránh, đoạn diệt cái gì cần đoạn diệt, gìn giữ cái gì cần gìn giữ, và làm sanh khởi cái gì cần sanh khởi. Và khi mà cái cần giác chi đã tu tập đầy đủ rồi, thì người đó là đời sống bắt đầu có rõ nét, và có rõ nét trong sự thực hành, mình chúng ta gọi là cần giác chi. Và sau cái cần giác chi đó, thì hành giả tu tập quân tu một cái yếu tố khác gọi là hỷ giác chi. Hỷ giác chi ở đây là sự hân hoan. Mà chúng tôi nói trong cái ngôn ngữ bình thường của chúng ta, đó là sự thoải mái. Chúng ta nên nhớ một điều như vậy là có hai cái cách sống. Một cái cách sống á, mình biết chuyện nó tốt, nhưng mà mình làm vì bổn phận, vì áp lực, hay hoặc giả là nói theo ông bà nó là làm để trả nợ quỷ thần. Bây giờ ngay cả một đứa nhỏ nó không thích học mà bắt nó đi học á, mặc dù nó cũng đồng ý là tốt, nó đồng ý là đi học tốt vậy, nhưng đi học nó mệt mỏi chán giường, bữa nào đừng nghỉ học mừng quá. Có những người mà đối với cái việc hành thiền chẳng hạn, họ cảm thấy là miễn cưỡng, thì khi họ làm không có chẳng cái gì vui vui vẻ với việc đó hết. Như ngày xưa người ta nói rằng mình làm cái gì đó mà bị bắt buộc không bằng tự mình làm, mà tự mình muốn làm nó không bằng mình vui mà mình làm. Thì cái cần giác chi là một thái độ dứt khoát, nhưng trong thái độ dứt khoát đó, đôi khi nó đi ngược lại với cái thói quen, đi ngược lại với bản năng của mình, mà mình đôi khi mình chưa có đủ cái sự thoải mái hoàn toàn. Nhưng mà hỷ giác chi ở đây đó là một tâm trạng là rất ư là thoải mái, làm một cách rất là hân hoan, làm mà không có nặng nề. Chúng tôi thưa như vậy là ở chùa Pháp Luân cách bờ biển khoảng 1 tiếng đồng hồ, bản thân của chúng tôi thì có một cái thói quen, đó là khi nào rất là mệt á, mà đi ra biển mà có được một chút gió biển thì thấy nó khỏe. Do vì những lúc chúng tôi mệt nhất là chúng tôi hay nghĩ chạy ra biển. Nhớ trong chùa cũng có những vị đó cảm thấy đi biển là cái chuyện gì rất là tốn công tốn sức, tại sao mình mệt nghỉ ở nhà khi mình khỏe mới đi biển. Hai cái thái độ hoàn toàn khác nhau. Thế thì không phải chuyện đúng hay sai, mà khi nào mà mình cảm thấy vui để với việc gì, mình cảm thấy hoan hỷ gì, thì mình làm việc rất là nhẹ nhàng. Mình không còn làm với cái thái độ gọi là trả nợ quý thần nữa, nghĩa là cái thuật cửa miễn cưỡng hay cưỡng cầu, chứ thì dưới nên hiểu là sự hân hoan, và mình làm việc đó một cách thoải mái. Và lúc đó đó là một cái bước mà chúng ta thực sự là thể nhập, mình thực sự là cảm thấy rằng mình sống với cái đó, và điều đó đối với mình nó lại gần như là một cách thân thiết, mà mình không còn cảm thấy phải gượng gạo, phải khó chịu nữa đối với cái sự thực hành gọi là hỷ giác chi. Sau cái hỷ giác chi đó thì chúng ta đến một cái yếu tố tiếp theo, mà một yếu tố như nó là một cái công đoạn gọi là tịnh giác chi. Thì chữ này đó, nó có hai cái danh từ dịch khác nhau của chữ Basadika ở trong tiếng Phạn. Có chỗ chúng ta dịch là khinh an giác chi, có chỗ gọi là tịnh giác chi. Chữ tịnh đó có nghĩa là cái sự lắng động, không còn có những cái tế toái,
không còn có những cái phiền hà. Mà ở đó chúng ta tạo gọi là mình có thể sống trọn vẹn. Chữ khinh an lấy cái ý nghĩa là chỉ nhẹ nhàng, khinh khoái, là ví dụ như là mình đi đâu về con người mình có mồ hôi ra thì cảm thấy khó chịu mệt mỏi, mình vô mình tắm cái, mình tắm cái, mình rút đi cái dơ, mình cảm trong người mình cảm thấy người mình nhẹ nhàng, nó sảng khoái ra, cái đó là gọi là chữ khinh an. Thật ra thì chữ tịnh và chữ khinh an đều có thể dịch cho chữ pasarika, tại vì hai chữ khác. Nhưng mà chúng ta tạm hiểu rằng người quý thầy của miền Trung có dùng một cái chữ mà chúng ta gọi là chữ rỗng rang. Chữ rỗng rang thì nó hơi khác với chữ thanh thản chúng ta một chút. Chữ rỗng rang là một chữ gần nhất với chữ khinh an. Chúng ta lấy một cái ví dụ là một người mà thiếu nợ thẻ tín dụng mà tháng nào tới tháng cũng phải trả tiền hay là đóng phụ trách chẳng hạn, nó không thoải mái khi mình trả hết tự nhiên cảm thấy nhẹ nhàng. Hoặc giả là một người nào đó mà bị đau, bị nhức, bị chứng bệnh gì kinh niên, rồi tự nhiên gặp thầy gặp thuốc chữa hết, và từ cái cảm giác mà lâu nay bị cái chứng bệnh mà nó trì, nó kéo, nó làm cho mình bị mệt mỏi, bây giờ nó không còn nữa, thì chúng ta cảm thấy rất là thoải mái. Những thoải mái đó gọi là sarika, gọi là kinh an. Dạ, kinh an đó là một cái sự nhẹ nhàng, không có bị phiền nhiễu, không có bị mình cảm thấy như là một cuộc sống mình nó đi vào trong một cái giai đoạn mà mình không còn bị trì trệ, không còn bị níu kéo bởi những cái điều phiền hà nữa. Cái đó gọi là kinh an giác chi. Thì kinh an á, nó như là một cái ngưỡng cửa đi vào sự giải thoát, và nó là một cái sự chuyển hóa rất là cần đối với những cái thói quen, cái tập khí quá khứ của mình. Cái thói quen ở trong quá khứ của mình là ví dụ như là mình sống thì bây giờ mình phải như vậy á thì mình mới vui, có những lăng xăng mới vui, bây giờ không lăng xăng cảm thấy mình đời sống mình nó khó chịu, tại vì mình nó như thiếu cái gì đó. Nhưng một khi mình đạt đến chỗ khinh an rồi đó, thì cái thói quen lăng xăng trong quá khứ nó không còn chi phối mình nữa, mà trái lại mình cảm thấy không có lăng xăng như vậy là khỏe hơn. Hay là hồi xưa ngày Mahasiyado ngày có ví dụ như là một người nghiện thuốc lá, và khi mà mình hút thuốc lá đó thì mình cảm thấy nó hạnh phúc, nhưng mà rồi khi mình bỏ hút thuốc lá thì nó có giai đoạn làm cho mình ngày ngày khó chịu. Nhưng một khi mà mình đã tự tại rồi, cái chuyện mình ngày ngày khó chịu không còn nữa, mình không còn bị nghiện hành hạ nữa, thì lúc đó mình cảm thấy nó cuộc đời nó hạnh phúc, thì cái đó chúng ta gọi là một cái sự kinh an. Từ chỗ kinh an đó nó đến một cái công đoạn mới gọi là định giác chi. Dạ, kinh giác chi gọi là định giác chi. Chỉ định ở đây có nghĩa là thường dịch là tập chú, nhưng mà chỉ tập chú ekakata nó không đủ, mà tập chú ở đây tập chú bền bỉ ở trên một cái gì đó. Dạ, nếu mà chúng ta chỉ tập chú trong một khoảnh khắc hay trong một giai đoạn ngắn, cái đó không gọi là định. Định của định tâm sở, nhưng mà một cái định an chỉ, một cái định lâu bền, thành ra chúng ta nói một cái sự bền bỉ, nó là một chuyện khác. Ở đây nó tương tự như là bây giờ một người Phật tử mới đi chùa, phát tâm làm đi chùa đó, vào tụng kinh nghe pháp một buổi thì thấy bình thường, không có chuyện gì hết. Nhưng mà thì nó phải có những cái tố chất để khiến cho người đó tiếp tục nghe pháp. Còn nếu nghe pháp chỉ là nghe pháp thì mới đến nghe vị thầy nói nghe cũng là lạ, thì ráng ngồi nghe. Nhưng mà nghe vài ba bài pháp rồi tự nhiên cái tâm nó không còn chú ý nữa. Dạ, cái tâm nó không có cái đức bền nữa. Chúng tôi biết là có khi Sư Nguyên Thông rất là tán thán một số quý Phật tử ở đây nghe pháp mười mấy năm, thậm chí có vị đã sinh hoạt ở trong đây 20 năm quý vị con. Thì cái sự bền bỉ đó là cái chữ định, mà nói chung định chặt chỉ nghĩa là một khi mình thật sự mình thoải mái, thật sự nhẹ nhàng, và chính cái nhẹ nhàng mà ở trong chữ Hán gọi là chữ khinh khoái. Khinh khoái ở đây tức là nhẹ nhàng mà cảm thấy là mình có thể sống với điều đó một cách bền bỉ, thì cái đó gọi là định.
Ở đây thưa quý vị, chúng ta nên hiểu cái chữ gối đầu, nghĩa là cái khả năng tập trung và tập trung bền bỉ, nó không phải là còn là một sự bắt buộc. Sự bắt buộc như là một số người cố tập trung, như một người chưa quen niệm hơi thở, ngồi xuống niệm hơi thở thì phải cố gắng lắm. Cái cố gắng đó, nó làm cho chúng ta bị cạn kiệt cái năng lượng của mình. Cái cố gắng đó, nó làm cho chúng ta bị căng thẳng, bị cố gắng. Nhưng mà cái định của một vị mà gối đầu lên trên cái khinh an giác chi đó, thì cái định đó là do cái điều đó nó được an tịnh, và do sự an tịnh này nên nó tạo nên một cái sự tương tự như là một người họ có thể làm một việc gì đó ở trong vòng 10 năm, 20 năm họ và làm vẫn cảm thấy an lạc, tại vì họ thấy ở đó có một cái chất liệu mà chất liệu khiến cho họ hạnh phúc, và cái hạnh phúc đó nó khiến cho họ có thể tiếp tục đi tới một cách bền bỉ. Chúng ta nhớ như vậy, bảy pháp giác chi này nó không có một giác chi nào là chủ đạo, mà tất cả đều là những thành tố. Thành tố tức là những yếu tố kết hợp lại, nhưng mà nó mang tính tương tự. Thì cái định giác chi ở đây đó, nó phải là cái gối đầu ở trên cái gọi là khinh an giác chi. Và sau cái định giác chi đó, thì chúng ta nói đến cái xả giác chi. Chỉ xả đây là chữ rất là dễ hiểu lầm. Một ở trong những cái từ vựng Phật học đó, mà hay hiểu sai đó là chữ xả. Chỉ xả có nhiều thứ, chỉ xả đó nghĩa là không khổ không lạc thì xả. Chỉ xả thứ chúng ta gọi là thản nhiên. Dạ. Ví dụ như bây giờ nếu chúng ta có chuyện gì phiền lụy thì chúng ta khổ, chúng ta bực bội. Mà có chuyện gì hào hứng vui vẻ thì chúng ta gọi là hỷ, gọi là lạc. Mà không có khổ không có lạc thì là xả. Cái xả nó thuộc về cảm thọ. Chỉ xả chúng ta không nói tại đây. Chỉ xả khác nghĩa là buông xả. Dạ, buông bỏ ra thì chỉ xả đó cũng không phải là chỉ xả tại đây. Cái chỉ xả trong xả giác chi ở đây đó, nó được hiểu là một cái khả năng quân bình. Nói cách khác đó là sự an nhiên, là một sự điềm đạm. Và sự an nhiên điềm đạm này là do cái sự vững chãi mà ra, chứ không phải là do sự buồn nản mà ra. Khi nào mà chúng ta làm một việc gì đó, chúng ta thường đặt vấn đề là mình làm phải hào hứng. Mà khi không có hào hứng thì chúng ta rơi vào trong tình trạng lãnh đạo. Cái sự lãnh đạo đó không phải là xả tại đây. Xả tại đây là một cái thái độ có khả năng làm việc gì đó mà làm một cách rất đẹp, là một cách rất là chính xác, rất là chuẩn xác. Nhưng mà làm không còn vì cái sự sôi động, cái sự kích động của hào hứng nữa. Cái đó gọi là xả. Có rất nhiều cái ví dụ về chữ xả tại đây. Là ở trong sớ giải á, thì định nghĩa xả giống như một người đánh xe sông Mã mà hai con ngựa kéo xe. Cái khéo người đánh xe đó làm sao hai con ngựa song hành, không con nào trước, không con nào sau. Thì nếu có một con mà chạy trước thì nó sẽ là mất quân bình đi, giống như mình lái xe mà xe nó không ở lại mình vậy đó. Dạ. Thì xả là cái khả năng quân bình. Hay hoặc giả là một người hát xiệc á, một người hát xiệc khi họ đi trên sợi dây thì họ hiểu rằng cái chuyện mà bước từ đầu dây này qua đầu dây kia nó rất cần một cái sự quân bình, nó không nghiêng về một bên nào, vẫn đi tới nhưng mà nó không có cái sự trên về một bên, thì cái đó gọi là xả giác chi. Cái xả giác chi này được xem như là cao điểm của cảm xúc, cao điểm của sự thuần thục và cao điểm của tuệ giác. Đây là một cái mấu chốt rất là khó diễn tả khi mà chúng ta chưa có trải qua một cái gì đó. Mình cứ nghĩ rằng bây giờ chúng tôi lấy ví dụ Phật tử mới phát tâm đi chùa. Thì đi chùa, tại sao họ phát tâm đi chùa? Tại vì chùa vui.
mình siêng đi chùa. Nhưng một khi nào đó mình vẫn đi chùa mà không phải đi vì vui, không phải vì nhu cầu cá nhân, đi chùa vẫn làm công quả, vẫn nghe pháp, vẫn tu tập như mọi thứ, nhưng mà cái tâm lúc đó không phải là còn phải có hào hứng mới đi, phải có vui mới đi, phải có bạn bè rủ mới đi, có người ta khen mình mới đi, mà mình đi thì mình đi thôi. Ở đây làm chuyện rất là hỏi gì cả, nhưng mà nó là một cái, nó là một cái trạng thái kết tinh của tất cả những cảm xúc sau khi mà đã xào nấu, sau khi mà đã tôi luyện, đã trải nghiệm rồi đó. Cái còn lại, mà cái còn lại nó đầy đủ cái tinh túy, đầy đủ cái chất liệu đẹp nhất, và người đó không còn đặt ra nhiều điều kiện với mình nữa, thì lúc đó gọi là xả giác chi. Chúng tôi lấy ví dụ như vậy là đa phần cái hạnh phúc của chúng ta hay là mình làm việc gì đó là tại vì mình tự đặt cho nó một điều kiện. Nếu có một người bạn rủ tôi đi chùa, tôi sẽ đi chùa. Nếu tôi đến một nơi nào đó mà tôi cảm thấy cái không khí của thiền viện rất là thích hợp thì tôi sẽ tu. Nếu mà quyển sách đó cho tôi một cái cảm giác đọc mà dễ dễ buồn ngủ, tôi sẽ đọc chẳng hạn, dễ ngủ sẽ đọc. Nhưng mà tất cả điều đó nó đều là có điều kiện hết, và cái vui cái buồn của chúng ta nó dựa trên những điều kiện đó, chứ không phải là dựa trên cái giá trị thực sự của điều kiện đó. Khi một hành giả mà có khả năng sống với sự thật, đây là sanh, đây là diệt, sanh và diệt như vậy, vị đó có đủ khả năng để sống với giây phút này ở đây, nhưng mà không có đặt để điều kiện gì hết, không nói tại sao mình phải làm. Dạ, tại sao mình phải làm một cách rất là tự nhiên và thoải mái, thì người đó được xem như là có nếm ít nhiều cái tinh túy của cái mà chúng ta gọi là xả giác chi. Thì thưa quý vị, bảy pháp này chúng ta nhớ gọi là pochanga, chữ chữ pot ở đây tức là tuệ giác, và anga ở đây là chi phần của tuệ giác, gọi là pochanga. Bảy cái điều này nó cộng hưởng, nó kết hợp tạo nên một cái mà chúng ta gọi là sự mẫn, sự minh triết hay là tuệ giác. Ở đây thì không có nói rằng con người mình nó khôn, thông minh đột xuất, hay là tự nhiên cái tuệ giác ở đâu trên trời rớt xuống, hay là ai cho mình. Mà tuệ giác ở đây là một cái sự kết cấu đầy đủ của những yếu tố, những chi phần. Thì bây giờ hồi nãy chúng tôi có đề cập ngay ban đầu đó, là có những cái thiện pháp, có những cái tố chất ở trong chúng ta đó, nó có nhưng mà không vận dụng được đó. Dạ, chúng ta không vận dụng đó. Nó đến nó đi nhiều khi là do những cái tình cờ, và khi mình cần nó mình không có đem ra mình xài được. Dạ. Như chúng tôi lấy cái ví dụ ban đầu là Kim Dung viết nhân vật Đoàn Dự học lục bạch thần kiếm, nhưng mà lúc cần thì không có sức chiêu được, phải chờ đến một cái gì đó mà xuất kỳ bất ý, một lúc thẳng thốt á, trong cơn thẳng thốt đó tự nhiên sức chiêu ra đánh được Cưu Ma Trí. Nhưng mà lúc đó thì Đoàn Dự không có cái khả năng để xài và để sử dụng, gọi là tùy nghi sử dụng, mình không có tùy nghi sử dụng được, không có tự tại trong sự sử dụng đó. Thì cái loại trí tuệ đó, thưa quý vị, nó không phải là thứ trí tuệ tinh luyện. Phải nói rằng một người mà đã thành thạo, đã thực sự nhuần nhuyễn ở trong một cái thế giới nào đó, đó thì có nghĩa là người đó có thể sử dụng điều đó như ý của mình. Yeah. Như là một cái người mà chưa biết về máy móc, lên xe đề máy mà chạy được đó, là hên xui bữa chạy được bữa không. Khi chúng tôi còn nhỏ ở nhà có cái máy đun tôm chẳng hạn, mà cái máy đun tôm đó, mình không biết cái nguyên lý nó chạy như thế nào, thì có khi mình giật nó chạy, khi mình giật hoài nó không chạy. Nhưng mà có những người họ giỏi máy móc, họ biết chỉnh cái này chỉnh cái kia thì nó chạy như ý của họ. Hai cái đó nó khác biệt với nhau rất là nhiều. Thì cái sự mẫn tiệp hay là tuệ giác của chúng ta, nhiều khi thưa quý vị, chúng ta không có nhận ra. Yeah. Chúng ta không nhận ra là tại sao ở trong trường hợp nào mình sử dụng được và trường hợp nào mình sử dụng không được. Bây giờ
Trước đây muốn trở lại đề cập đến một cái phương diện khác, đó là áp dụng thức giác chi vào trong nếp thở vô thở ra, hay nhập tức xuất tức niệm. Nếu chúng ta thấy rất rõ đó, thì bảy giác chi khởi đầu với niệm giác chi. Niệm giác chi là khả năng bám sát với thực tại, và hơi thở đó là một thực tại nhiễm màu. Tại sao hơi thở thực tại nhiễm màu? Bởi vì hơi thở lúc nào cũng có, hễ mình hướng đọc là hơi thở có đi. Và hơi thở có hai nhịp điệu ra và vào, nó không quá đa đoan bởi vì nó có nhiều bên nhiều mối, mà nó cũng không quá mũi lượt tại vì nó có hai cái tiết tấu là thở ra và thở vào. Thì mình nói một cách là đối với phần đông chúng ta đó, thì hơi thở đó là một cái đối tượng tiện lợi nhất, tốt nhất, luôn luôn có, sẵn có và rõ rõ nét nhất để mình nuôi dưỡng chánh niệm. Cái đối lập của chánh niệm ở đây đó là sự lơ đễnh, lơ là, một cái sự lãng quên mà chúng ta không có đem tâm trở về hiện tại, sống ở đây nhưng mà tâm mà nghĩ đâu đâu. Thì cái niệm giác chi là đầu tiên cho phép chúng ta, nó giúp cho chúng ta trở về với thực tại hơn, sống bám sát với thực tại hơn, cảm nhận cái thực tại hơn. Và cái thực tại đó nó giản dị, chỉ có thở ra và thở vào. Rất là giản dị. Và đó là một sự gì tốt nhất. Mình bắt đầu nên bắt đầu gì đơn giản. Tại sao có nhiều người không niệm hơi thở được? Thì khi họ ngồi xuống họ niệm đó, là họ tự làm khó mình, họ đặt cho mình rất là nhiều điều kiện. Là mình phải có một cái trường thiền lý tưởng, một vị thiền sư lý tưởng, một cái thiền thất lý tưởng, một cái tọa cụ lý tưởng, một cái bộ áo ngồi thiền lý tưởng, tất cả mọi điều đó. Khi mà người ta, chẳng những người ta đặt nhiều cái điều kiện ở bên ngoài, mà ngay cả cái cách bắt đầu của chúng ta nó cũng trở nên hết sức là rối rắm. Niệm kiểu này, niệm kiểu kia, có nhiều khi chúng ta nghe những sự tranh luận, niệm về phòng xếp theo nghề Mahasi, niệm về hơi thở theo kiểu nghề Phổ Úc chẳng hạn, niệm cái này kia, người ta có nhiều khi cái chuyện tranh luận khác nhau. Nhưng mà thật sự đầu tiên là chánh niệm bắt đầu rất là giản dị, là làm sao biết rõ mình đang thở vô, biết rõ đang thở ra, thở vô thở ra. Và từ cái chỗ thở vô thở ra đó, dần dà nó có một cái sự tinh tế đó, thì mình nhận ra được thở vô dài ngắn, thở vô dài hay ngắn, thở ra dài hay ngắn. Sau cái dài ngắn đó thì chúng ta mới đi đến một chỗ là mình có thể cảm giác toàn thân khi thở vô, cảm giác toàn khi thở ra, an tịnh thân hành, an tịnh tâm hành, vân vân, như là chúng tôi đã nói trong những ngày trước về pháp niệm hơi thở. Bây giờ thì do chúng ta cứ niệm và niệm, thì từ cái chánh niệm đó, nó sẽ tự nó sản sinh ra một thứ là sự tinh tế. Nó sản sinh ra sự tinh tế. Sự tinh tế này giúp cho hành giả vận dụng được hơi thở hai chiều. Chúng tôi nói hai chiều ở đây là như vậy, là bình thường đó, là hơi thở bị tác động bởi tâm. Lúc cái tâm mình sợ hãi thở khác, khi mình đang ham muốn thở khác, khi mình bực dọc mình thở khác, thì như vậy đó là ban đầu chúng ta chỉ ghi nhận cái hơi thở nó ảnh hưởng lại cái nó chịu ảnh hưởng, nó bị ảnh hưởng, nó bị tác động bởi tâm. Nhưng mà rồi một lúc khi mà chúng ta đạt đến chỗ tinh đế của trạch pháp giác chi, từ bước vào cần giác chi đó, thì chúng ta lại có khả năng dùng hơi thở để chế ngự lại tâm. Bây giờ lúc bây giờ nó không còn là một chiều nữa, mà nó là hai chiều. Hai chiều ở đây là thế nào? Lúc đó hành giả tự biết mình thở như thế nào mà để cái tâm sân nó nguội xuống, thở như thế nào để cái sự sợ hãi nó
nó vùi xuống. Và cái này rất là khó ai chỉ cho chúng ta, nhưng mà chúng ta biết gọi là chuyển bại thành sản thắng, hay là chúng ta nói theo binh pháp gọi là đổi cái thế cơ, thay vì để cho cái tâm nó chi phối hơi thở, cái phiền não chi phối hơi thở. Và bây giờ chúng ta biết dùng cái chúng ta lật cái thế cờ lại, tức là chúng ta dùng hơi thở để áp đảo, cái đó chúng ta gọi là cần giác chi. Cần giác chi, chúng ta nhớ cái sự khác biệt giữa một người không có niệm hơi thở và người niệm hơi thở đó, là cái người không có niệm hơi thở khi họ gặp phiền não đó thì họ vận dụng trí tuệ, họ vận dụng sự suy nghĩ, họ vận dụng luân lý, dựng đạo đức, dựng vận dụng sự hiểu biết để áp đảo, và không áp đảo được. Ngài chuyên gia ngài nói mà chúng tôi có đề cập ngày hôm qua đó, là ngài nói rằng nếu chúng ta có thể ra lệnh cho mình đừng tham nữa, đừng sân nữa thì mình đã thành Phật rồi. Hành giả biết rằng mình không thể nào ra lệnh cho chính mình, thành ra hành giả sẽ có thái độ với phiền não không phải bằng sự suy nghĩ, mà hành giả có thái độ đối phiền não bằng chánh niệm trạch pháp và qua cái pháp quán niệm hơi thở. Trong trong Tăng Chi Bộ Kinh đó, Đức Phật ngài có đưa ra một cái ví dụ về về con chim cái. Con chim cái là cái tiếng của miền Bắc đó. Ở trong tiếng miền Nam chúng ta gọi chim, một con chim chim ri hay chim cút, một loại chim cút. Thì thứ gì trong thiên nhiên nó có sự kiện như vậy, là con chim cái nó nhỏ và nó hay bị cái con chim ưng á, vồ lấy nó. Bởi có con chim cái nó có cái đặc tính á, là khi mà người ta cày ruộng á, thì những cái côn trùng ở dưới ruộng nó bị lộ diện, là nó chạy ở trên những cái luống cày, và con chim cái nhân dịp đó nó ra, nó hay chạy những cái côn trùng khi mà người ta mới cày ruộng ăn. Quý vị nào mà đi đâu quý vị thấy rằng những lúc người ta đào xới lên những miếng đất trống thì có một số các con chim nó bay xuống nhiều lắm để nó ăn những côn trùng, thì con chim cái cũng vậy. Nhưng mà con chim cái nó lại là một cái món mồi ngon của chim ưng. Chim ưng từ trên cao mà thấy con chim cái thì nó xà xuống, nó chụp con chim cái để mà ăn. Đó là cái cảnh tượng mà chúng ta thường thấy. Thì Đức Phật ngài giải rằng cái con chim cái nó khôn ngoan á, nó không bao giờ chạy ra chỗ đồng trống, mà nó luôn luôn là mượn cái thế những cái luống cày. Khi con chim ưng xa xuống á, thì nó chạy vào núp vào những luống cày, do đó nó không có bị con chim ưng vồ lấy bắt ăn đó. Thì ngài gọi cái chuyện mà con chim cái núp trong những luống cày đó là con chim giống như một hành giả biết trú ẩn ở cái vùng đất của tổ phụ, biết cái trú ẩn ở trong bản địa của mình, biết trú ẩn trong trong căn cứ địa của mình. Gọi là vùng đất của tổ phụ là gì? Có nghĩa là một nơi mà chúng ta quen thuộc địa hình địa vật, và một nơi mà mình có thể chống cự, có thể đương đầu lại. Giống như con chim cái, nó nhỏ bé, nó không có móng vuốt và nó không nhanh nhẹn như là con chim ưng, nhưng mà khi mà nó biết lợi dụng những luống cày để che chắn thì đó là một nơi an toàn. Thì khi hành giả đã có một cái sự thuần thục, quen thuộc với hơi thở, quen thuộc và có đủ cái trạch pháp giác chi, đủ sự tinh tế, thì khi phiền não xảy ra thì hành giả có thể sử dụng hơi thở là một cái bản địa, sử dụng hơi thở là vùng đất của tổ phụ, sử dụng hơi thở đó là một cái căn cứ địa mà mình quen thuộc địa hình về địa vật, để mình có khả năng đương đầu với phiền não. Người ta nói mạnh sức thì yếu dùng mưu. Ở trong trường hợp mà chúng ta không có khả năng để đối phó phiền não, không thể ra lệnh cho phiền não và không thể đánh tay đôi phiền não, thì chúng ta phải mượn cái địa hình và cái địa hình thích hợp để mà ẩn náu. Thì ở đây thưa quý vị, cái địa hình thích hợp đó là hơi thở. Một lần nữa, hơi thở mình bám trụ. Nếu mình đủ cái sự thuần thục, đủ cái sự quen thuộc với hơi thở đó, thì mình sẽ không có bị dao động nhiều. Mình sẽ đủ cái sự tỉnh để câu thời gian để chúng ta vượt qua những cái hiểm nạn khó khăn do cái phiền não
nó tạo ra cho mình. Thì cái đó gọi là cần giác chi. Chúng ta nhớ cần ở đây là một thái độ rất là dứt khoát. Và ngay khi hành giả mà có được những cái khả năng để đương đầu, để né tránh cái sự chi phối bên ngoài dựa trên hơi thở đó, thì hành giả cũng đạt đến cái chỗ gọi là hỷ giác chi, là lúc bây giờ sẽ sống với hơi thở một cách rất là thoải mái, như là chúng ta sống ở một nơi như chúng tôi sống ở tại Houston, một nơi mà mùa hè thì nóng bức, mùa đông thì lạnh buốt, rồi mình có một căn nhà mà căn nhà đó có máy điều hòa, căn nhà có tiện nghi, thì tự nhiên căn nhà đó là một nơi an ổn của mình. Thì nghĩ đến căn nhà mình cảm thấy mình có thể hân hoan, khi mưa to gió lớn, khi mà trời nóng trời lạnh có che chắn được, thì lúc đó hành giả cũng phải có thái độ rất là hoan hỷ đối với hơi thở, đối với hơi thở của mình, và thoải mái, không có xem cái chuyện mà mình sống với hơi thở là một điều miễn cưỡng, không xem đó là một cuộc hôn nhân cưỡng cầu, mà xem đó là một sự kết hợp, một sự kết hợp đó khiến cho hành giả đủ cái lực để tiếp tục đi tới, đó gọi là hỷ giác chi. Và tỉnh giác chi đó, tỉnh giác chi ở đây đối với hơi thở của hành giả đó, là lúc bây giờ khi mà mình ngồi xuống tập trung vào hơi thở, mình cảm nhận được cái sự rỗng rang, sự không có phiền toái. Chúng tôi nhớ rằng ngày xưa ông ngoại chúng tôi có một cái câu chuyện là ở nhà có một miếng đất ở xa, và trong miếng đất xa thì ông ngoại cất một căn chòi. Thì đôi khi sống ở trong nhà nó có những cái chuyện phiền não của vợ con hay là hàng xóm như này như kia, thì ông ngoại thường lấy một ít trà, một ít nước bỏ cuốn theo và đi vào trong chòi, ra giữa đồng trống mênh mông với đồng ruộng bãi một căn chòi. Bà ngoại kể là lúc đó sống thấy cuộc đời rất là thảnh thơi. Thì hồi nhỏ chúng tôi không hiểu sự thảnh thơi của một người sống trong căn chòi, nghĩ rất là buồn. Nhưng mà lúc đó thưa quý vị, cái đó là một cảm giác của một người không còn bị chi phối, bị ràng buộc, bị nhiều cái hệ lụy nữa, thì hành giả cũng sẽ đạt đến cái mức độ như vậy. Và không nên nhớ rằng cái tỉnh giác chi hay khinh an giác chi này đó, nó là một cái nền cho cái tuệ giác sanh khởi, và nó là cái nền để cho xả giác chi sanh khởi, cho định giác chi sanh khởi và xả giác chi sanh khởi. Và hành giả có khả năng bền bỉ với hơi thở, cái bền bỉ đó chúng ta gọi là, và xả giác chi là khả năng quân bình. Lúc bây giờ cái xả giác chi của hành giả niệm hơi thở đó là cho dù đang ngồi thiền mà một tiếng động lớn ở bên ngoài, hay là mình ngồi thiền mà cái người ngồi kế bên họ ngái lớn, hoặc giả là một cơn đau nhất định, thì nó không phải là cái chuyện mà làm cho mình bị dao động mạnh, mà mình sẽ đón nhận tất cả với một thái độ rất là điềm nhiên. Nó như vậy thì phải là như vậy. Thì bây giờ ở trong cái phần cuối này chúng ta đề cập đến minh giải thoát. Đây là một điểm mà hồi tối hôm qua chúng tôi có đọc một đoạn mà Ngài Chân Cha Ngài nói mà chúng ta rất là khó có thể chấp nhận được ở trong cuộc sống này. Thứ nhất thưa quý vị, mỗi chúng ta sống đều có một cái kỳ vọng là cuộc đời phải đi theo cách này hay đi như cách kia. Và nếu chúng ta để ý thật nhiều, thật rõ thì đa phần những đòi hỏi của chúng ta nó đi ngược lại với tự nhiên. Và ví dụ như là mình đòi hỏi cái đó nó luôn luôn là như vậy, nhưng mà rồi nó thay đổi, chúng ta khổ. Mình đòi hỏi nó phải trời quang mây tạnh, mát mẻ đẹp đẽ, nhưng mà rồi trời mưa bão, chúng ta khổ. Chúng ta nghĩ rằng mình đi ra ngoài mọi người phải thân thiện tử tế, nhưng người ta không cần tử tế, mình khổ. Thì chúng ta nhớ rằng cuộc sống của mỗi người đó là luôn sống với kỳ vọng. Nhưng mà cái minh triết của đời sống, cái gọi là sự sáng suốt thật sự đó, là Đức Phật dạy rằng nếu nó vô thường mình chấp nhận nó vô thường,
nó rỗng không, mình biết nó rỗng không, nó mình biết nó vô ngã, thì cái đó là một cuộc sống, một cuộc sống minh triết. Như ở trong kinh mà Đức Phật dạy đó là nếu mà mình, một vị tỳ kheo sống ở ngôi chùa mà thấy rằng người ta quét lá, ta đổ xuống hố sâu hay là đem đốt đi, mình không phiền, để mình chưa bao giờ có một mảy may ý nghĩa. Lá là lá, lá rụng, lá héo, lá úa, và nó rơi lại rơi ở xuống sân chùa, và ta đem con đốt nó đi thì không sao hết. Thì chúng ta bị khổ là khi mà chúng ta nghĩ ngược lại với tự nhiên. Nhưng mà khi chúng ta nghĩ thuận với tự nhiên, chấp nhận tự nhiên, sống thoải mái tự nhiên, thì chúng ta sẽ hạnh phúc. Chứ muốn trở lại một cái ví dụ quen thuộc mà chúng tôi thường nói, đó là một người không có quen thuộc với sự tránh, khi họ xuống nước họ rất là sợ hãi, và khi sợ hãi thường là họ chống chọi lại, họ vùng vẫy, họ đi ngược với sự tánh, thành ra họ khổ. Nhưng một người mà đã có một cái sự quen thuộc với sự tánh rồi, quen thuộc với nước rồi đó, thì đối với họ sống sóng biển lên hoặc xuống nó chỉ là một điều tự nhiên thôi. Và biển thì có sóng, và nước dâng lên thì mình lên, nước xuống thì mình xuống, và cái lên cái xuống tự nhiên đó nó làm cho người ta cảm thấy an lạc, cảm thấy nhẹ nhàng. Có một lần chúng tôi đến San Francisco, thưa quý vị, và một buổi sáng gia đình Phật tử họ chở chúng tôi đi từ San Francisco lên trên Vạn Phật Thánh Thành của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Thì trên đường đi thì họ nói rằng họ sẽ ghé một cái một bãi biển đi khỏi Golden Gate một chút xíu để chúng tôi có thể có ít thời giờ quan sát những người gọi là surfing, tức là những người trượt sóng. Nó là một cái môn thể thao bắt nguồn từ Hawaii, và cái môn thể thao này người ta dùng một cái miếng để dưới chân của họ, và người ta có thể đứng trên cái miếng đó, họ nương theo cái lượng sóng và không bị nhấn chìm bởi lượng sóng. Và cái lướt sóng này thật sự trên một cái cảnh trí mà mình mục kích tại chỗ rất là đẹp, nó môn thể thao rất đẹp, nhưng nó đòi hỏi nhiều cái khéo. Thì chúng tôi thú thật với quý Phật tử là đó là buổi sáng trời lạnh, đó là buổi sáng trời lạnh, mà trời lạnh rồi mà sống ở miền Bắc California, nơi đó là có nhiều cái gần thác, và nhìn thấy thật ra một cái người bình thường, ngay cả một người đi tắm biển nữa, mà cái cảnh tượng đó nó không có gì mà mình thích thú. Nhưng mà lát sau thì có mười mấy người bắt đầu họ lướt sóng, những cái cơn sóng lớn ập vào trong bờ đó, thì họ lướt nhẹ và họ tạo ra những cái hình ảnh rất là ngoạn mục. Và sóng càng to thì họ lại lướt sóng càng đẹp. Thì mình mới thấy một điều như vậy là những cái lượng sóng đó nó giống như là những đổi thay trong cuộc đời này. Chúng ta có một cái nhân sinh quan là chúng ta sống bằng kỳ vọng. Nói thẳng hơn là chúng ta sống bằng sự đòi hỏi. Nó phải thế này, nó nên như thế kia. Nhưng mà những cái kỳ vọng của chúng ta, nếu nó đi ngược lại tự nhiên thì chúng ta phải khổ, và chắc chắn như vậy. Và chúng ta thường không có được sự thanh thản. Nhưng mà với một người mà niệm hơi thở là chúng ta không có đòi hỏi hơi thở. Chúng ta không có tô hồng, chuốt lục. Chúng ta không có nhồi nặng hơi thở phải thế này, hơi thở phải thế kia. Mà người đó có cái khả năng là hơi thở như thế nào, nhận ra như vậy, sự thay đổi như thế nào, như chấp nhận như vậy, sự sanh diệt như thế nào, chấp nhận nó như vậy. Chúng ta gọi đó là sự minh triết của đời sống cũng được. Chữ minh triết ở đây chúng tôi muốn dùng một chữ dịch, chữ wisdom ở trong Anh ngữ. Nhưng mà ở đây dịch là cái minh giải thoát. Minh giải thoát là cái khả năng sống với thực tại, không phải sống bình thường, không phải sống một cách miễn cưỡng, không phải sống một cách chịu đựng, mà sống một cách thoải mái, sống một cách an nhiên, sống một cách tự tại. Thì tại vì nó dựa trên cái nền tảng là nói như vậy thì phải như vậy. Bây giờ hôm qua chúng tôi có đưa ra một cái thí dụ là nếu chúng tôi làm trụ trì, mà chúng tôi nghĩ rằng mình làm trụ trì ở chùa mà có cái chuyện phiền hà, chuyện rắc rối đó,
thì mình sẽ không làm trụ trì nữa. Mình cảm thấy chán nản, cảm thấy buồn bã, hoặc giả là tại sao tôi làm trụ trì mà tôi gặp những cảnh đó. Nhưng ở trên thực tế là như vậy, là một cái ngôi chùa, một cái tổ chức, một cộng đồng luôn luôn nó có những cái vấn đề phiền toái. Thì cái vai trò trụ trì là gì? Là để mà mình có thể giải quyết những chuyện phiền toái đó. Không có chuyện phiền toái đâu cần cái vai trò trụ trì làm cái gì. Thì mình hiểu như mình cảm thấy thấy gì à, nó vốn là như vậy đó. Nó là như vậy, nó không thể khác hơn được. Và khi mà mình nhận ra nó như vậy, là như vậy đó, thì ở đó nó có một sự an lạc, mà sự an lạc nó dựa trên sự hiểu biết, chứ không phải là cái sự an lạc mà do mình cái kỳ vọng của mình được được đáp ứng, hay là cái sự kỳ vọng của mình đó mà nó được theo ý của mình. Nó được theo ý mình mới cái gì mình nghĩ mình đòi hỏi mà nó được như ý mình thì mình mới hạnh phúc. Hai cái đó rất là khác biệt. Thì ngài Ajahn Chah đó, khi mà chúng tôi nhớ là vào trong chùa Wat Nong Phompong đó, nơi ngài ở đó, thì ở phía trước ngài có để một cái bảng bằng chữ Anh và chữ Thái. Ở trong cái bảng đó ngài để gần dưới đất đó, mà chúng ta đi ngang nhìn rất là dễ, tại nó nằm ở trong tầm mắt của mình. Thì nói rằng điều quan trọng không phải là mình phải suy nghĩ những ý tưởng thông thái, hay là mình phải có một cái tâm giống như bậc thánh, mà điều quan trọng là cuộc sống như thế nào chấp nhận nó như vậy. Chúng ta thường mong mỏi rằng mình phải thế này phải thế kia. Cái vấn đề khó khăn của chúng ta là cái đó nó vô thường, mình là vô thường, cái đó nó rỗng không mình chấp nhận nó rỗng không, nó bất toàn chúng ta nhận nó bất toàn, nó vô ngã mình chấp nhận nó vô ngã. Nói như vậy chứ thật sự không đơn giản. Cái chuyện ở tại đây đó, là mình có an lạc với điều đó hay không. Thưa vị, ngày Xá Lợi Phất có một người em xuất gia, và vị này cũng là vị A-la-hán. Cũng là vị A-la-hán. Thì khi vị này đang ở trong một cái hang động đó, thì vị này bị một con rắn độc cắn. Con rắn độc này cực độc, thưa vị, là rắn độc độc rắn Mangala, là một con rắn độc lắm. Nó là rắn độc thứ hai thứ ba trên thế giới sau cái Mamba của Phi Châu đó. Thì khi ngài bị rắn cắn như vậy đó, ngài mới nói với các vị tỳ kheo là: này các hiền giả, tôi ra ngoài 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 trời đó, tôi đã bị con rắn độc cắn rồi. Thì lúc ngài Xá Lợi Phất có mặt ở tại đó, và ngài Xá Lợi Phất tại đó, ngài Xá Lợi Phất ngài hỏi là: hiền giả có điều gì hối tiếc hay không? Thì ngài em ngài Xá Lợi Phất mới trả lời rằng: dạ không. Bởi vì không có một cái sự chấp thủ là sắc thọ tưởng trước cái gì ta và của ta, vân vân. Thì ngài Xá Lợi Phất ngài nói lời tán thán. Câu chuyện thì nó rất là đơn giản lắm. Một người bị rắn cắn, nhưng mà nếu mình xét lại đó, mình đọc lại kỹ câu chuyện thì mình thấy cái cung cách của hai vị không có bình thường. Tức là ngài Xá Lợi Phất là bào huynh, và vì đó là vị bào bào đệ, và vị bào đệ bị rắn cắn, và hai vị họ nói chuyện với nhau như là cái chuyện, như là cái chuyện mà chúng ta nói rằng một cái ly bị bể, bây giờ đem dập cái ly đi vậy đó. Rồi sau đó thì vị A-la-hán đó ngày viên tịch ngày tịch đi. Câu chuyện đó chúng ta phải đọc rất là nhiều lần chúng ta mới cảm nhận được bình thản, một sự bình thản của chính người bị rắn cắn và của ngài Xá Lợi Phất ở trong câu chuyện như vậy. Thì thú vị, cái khả năng đó nó nằm ở trong một thể hiện của cao điểm, cái mà chúng ta gọi là minh giải thoát. Nó nhờ vào vào cái sự tu tập đối với hơi thở, hệ hơi thở như thế nào thì nhận nó như vậy. Khi mà chúng tôi ở với ngài Tăng Bô Lu, ngài là vị thầy truyền giới cho chúng tôi đó, thì ngài có một cái ví dụ cũng mà chúng tôi nghĩ rằng rất là lợi lạc, và chúng tôi muốn nhắc lại ở tại đây như là một cái bài học về nhập túc xuất tích niệm. Ngài nói rằng nó có một cái sự liên quan, một cái sự liên hệ giữa cái thái độ của chúng ta
đối với hơi thở và đối với những người thân chung quanh mình. Một mà vào niệm hơi thở đó, mà người đó nghĩ rằng phải có một cái lợi gì mình mới niệm hơi thở, thì nó giống như là một trường hợp mà một người đi giao thiệp với ai, quen biết với ai, luôn luôn nghĩ rằng mình phải có cái lợi gì ở người đó mình mới chơi với người đó. Mà mình cảm thấy mình không có lợi thì mình làm ngơ, mình không có thái độ thân thiện. Và Ngài cũng nói một điều rằng một cái người mà có thể nhìn vào hơi thở một cách tự nhiên, thì người đó sẽ có một thái độ đối một sự một cách tự nhiên với những người bạn của mình. Người ta ra sao thì mình chấp nhận nó như vậy. Chứ không phải là mình thân với một người nào đó tại vì người đó họ làm cái gì vừa lòng mình, hay là người đó phải giống như mình hay người thế kia. Mà người đó ra sao mình thương như vậy, cái đó là một thái độ giống như hơi thở. Chúng ta không có đòi hỏi hơi thở phải dài, hơi ngắn, hơi thở phải thế này, thế kia. Và người nói rằng cái thái độ mà rất là điềm đạm, thái độ rất là an nhiên, thái độ không có nhồi nặng, không có đòi hỏi của chúng ta đối với hơi thở, thì nó cũng là một thái độ rất là ung dung với chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Thì câu nói của Ngài thì Ngài chỉ nói rằng ở trong cái sự thế thôi và liên quan đến hơi thở. Nhưng mà chúng ta cũng có thể hiểu thêm là nếu một người niệm hơi thở lâu đó, thì người đó có được những cái lợi lạc. Những lợi lạc đó là vị đó sẽ tăng trưởng cái khả năng bám sát với thực tế mà chúng ta gọi là niệm nhất chi. Vì đó có khả năng tinh tế hơn đối với thực tế gọi là trạch pháp giác chi. Vì đó có khả năng dứt khoát hơn với thực tế, chúng ta gọi là cần giác chi. Vì đó có khả năng sống thoải mái hơn, hân hoan hơn với thực tế, chúng ta gọi là hỷ giác chi. Vì đó có khả năng sống ít bị lôi kéo, ít bị dao động hơn, gọi là khinh an giác chi. Vì đó có khả năng sống bền bỉ với thực tại hơn, gọi là định giác chi. Vì đó sống với một khả năng an nhiên hơn với thực tại, chúng ta gọi là xả giác chi. Nhưng mà trên hết sao là sự thật như thế nào, chấp nhận như vậy, không đòi hỏi quá hơn, không đòi hỏi ít hơn, và không đòi hỏi ngược lại với thực tại, cái đó là mình giải thoát. Thì quý vị, đó là vài điều mà chúng tôi chia sẻ trong phần nhập tức sức sớm tức niệm bài kinh được Đức Phật giảng về hơi thở ra vào hôm nay. Và chúng tôi xin thưa rằng những điều này đó, chúng ta không thể nói qua cái lý, mà nó là một cái kinh nghiệm mà mỗi chúng ta khi thực hành chúng ta mới cảm nhận được thật sự. Cũng giống như nếu mà mình diễn tả một cái con đường đi đâu đó, như đây qua Vancouver là một thành phố đẹp, mà mình nói hết cái đẹp thì không ai, thì người ta sẽ nghe đẹp nhưng mà của mình cũng không có thể cảm nhận cái đẹp đó đâu. Khi Đức Phật dạy chúng ta về những điều này thì Ngài dạy trong một cái ngôn ngữ rất là cô đọng và chính xác mà Ngài có thể nói được. Nhưng mà mỗi chúng ta phải đi và chúng ta mới có thể cảm nhận được điều này ở trong một cái ý nghĩa chân xác nhất mà chúng ta có thể tìm được lời lạc từ lời dạy của Đức Phật. Bây giờ thì chúng tôi kết thúc bài nói chuyện về kinh nhập tức sức tức niệm ở tại đây. Và do vậy, bạch thượng tọa Từ Siêu, thượng tọa có mặt ở trước máy không? Nếu thượng tọa Từ Siêu đang có mặt ở trước máy, xin thượng tọa hoan hỷ nói cho vài lời trong lúc soạn các câu thảo luận của trắc nghiệm. Dạ, và kính thỉnh thượng tọa Từ Siêu. Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch Thế Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử. Chúng ta vừa nghe thượng tọa Giác Đẳng giảng tiếp về kinh nhập xuất tức niệm. Thông thường thì chúng ta cứ nghĩ rằng niệm hơi thở là chỉ đơn thuần là chú ý hơi thở ra biết, hơi thở vào biết,
Nhưng mà Đức Phật dành ra một thời gian của một thời lượng của một bài kinh để Ngài giảng về cái sự viên mãn của cái pháp môn quán niệm hơi thở. Và từ đó cho thấy rằng là chúng ta vẫn chưa tu tập được một cách viên mãn. Nếu như chúng ta đã tu tập cách viên mãn thì chúng ta nghe cái bài kinh này, chúng ta sẽ tự khắc hiểu. Ở đây thưa quý vị, dần dần chúng ta cũng phải nhớ niệm hơi thở sẽ làm cho viên mãn bốn niệm xứ. Bởi trong đó nếu mà chúng ta chánh niệm hơi thở nó liên quan đến thân hành thì được cái đó kể như là thân có niệm xứ. Chúng ta niệm hơi thở mà liên quan đến cảm giác là thọ hỷ thọ độc sanh với hơi thở thì về cái đó là quán niệm hơi thở theo khía cạnh thọ quán niệm xứ. Nếu niệm hơi thở mà chánh niệm hơi thở đồng sanh với tâm với tâm gì sanh khởi thì ghi nhận hơi thở đi với tâm đó, thì như vậy chẳng hạn như là tâm hành thì như vậy được gọi là tâm quán niệm xứ qua quán niệm hơi thở. Nếu chúng ta niệm hơi thở quán thấy cái sự đoạn diệt, cái sự ly tham, cái sự vô nhiễm thì như vậy gọi là pháp quán niệm xứ. Như vậy gọi là quán niệm hơi thở làm cho viên mãn cái niệm xứ. Còn cái gọi là quán niệm hơi thở viên mãn tất cả chi như chúng ta đã biết thì không phải chỉ niệm đơn giản. Ở trong thiền quán á, thì quán niệm hơi thở là phải có niệm nhất chi, ghi nhận từng hơi thở ra, hơi thở vào, rồi ghi nhận thấy rõ cái hơi thở đó, tức là danh là sắc, tâm mà tạo ra cái hơi thở gọi là danh, và hơi thở nó thuộc về hư không giới do địa giới, phong giới, thủy giới và ngoại giới tạo nên cái hơi thở. Thì như vậy chúng ta có cả danh sắc ở trong trường hợp này. Và khi mà chúng ta dùng trí tuệ để thẩm sát về hơi thở qua danh sắc thì như vậy cái đó là trạch pháp chất chi, vân vân. Thì như vậy thì cái cách mà chúng ta quán niệm hơi thở đó,
làm cho chúng ta có được cái cơ hội để chúng ta đắc chứng đạo quả. Chứ còn nếu như mà chúng ta chỉ biết hơi thở, xem hơi thở ra hơi thở vào, nhận ghi nhận ghi nhận thời như vậy, nó không có một cái cơ sở nào để làm nền tảng cho cái sự giải thoát. Vì vậy ở trong bài kinh này, khi mà chúng ta đọc, chúng ta thấy một cái sự hỗ tương giữa các pháp với nhau, nếu mà chúng ta khéo vận dụng thì chúng ta sẽ được thành tựu. Tuy nhiên ở đây chúng ta cũng nên chú ý, khi mà Đức Phật đã dạy nhập xuất tức niệm làm cho viên mãn tất các chi, là Ngài nói trên phương diện cái Phật độc sanh hay là trên khía cạnh thiền. Còn bình thường trong đời sống của chúng ta nếu mà chúng ta chưa có tu luyện để có được, để dài dặn cái niệm giác chi, hay dài dặn cái trạch pháp giác chi, hay dài dặn cần giác chi, hỷ giác chi, tịnh giác chi, định giác chi, sở giác chi, thì bây giờ chúng ta bắt đầu tập. Chúng ta tập hãy chúng ta thấy chánh niệm mình còn yếu, thì mình có thể mình luyện tập bằng cách là điểm của đề mục nào với cái sự chú tâm. Và khi mà chúng ta ghi nhận từng quay nghi cử động và chúng ta thấy rõ cái sự sanh diệt vô thường, thì bắt đầu chúng ta luyện cho mình cái trạch pháp cái chi, là cái trí tuệ để mà thông thấu được đặc tính của pháp. Như vậy thì chúng ta mới đầu là chúng ta tu tập từng phần, nhưng mà sau khi chúng ta đã thuần thục rồi đó, thì khi mà mình thực hành pháp quán niệm hơi thở, thì lúc đó chúng ta sẽ thấu đáo được cho nên cái phép niệm hơi thở nó không phải là một đề mục thông thường, mà tu tập cho đúng mức đó, thì phép niệm hơi thở nó sẽ đưa đến một cái trạng thái chứng đắc đặc biệt. Chúng ta còn nhớ ở dưới cội cây Bồ Đề, Ngài Đại Sammuvottama, tức là Đức Bồ Tát khi còn là một vị Bồ Tát chưa thành một chánh đẳng giác, lúc đó Ngài nhớ lại hồi thiếu thời lúc còn 7 tuổi, thầy cha là phụ vương Sư Tô Đinh Á đi ra ngoài đồng làm cái lễ gọi lễ hạ điền, tức là xuống ruộng để cày cấy vua làm gương. Lúc đó thế tử mới có 7 tuổi thôi, mà Ngài đã ngồi ở dưới bóng cổ cây cây trăm và Ngài chú ý hơi thở và đắc được sơ thiền. Lúc bây giờ Đức Bồ Tát Ngài xét thấy như vậy, Ngài mới áp dụng hơi thở. Và chính cái hơi thở này, khi mà Ngài đã khéo vận dụng làm cho nó viên mãn,
về bốn niệm xứ, hay khi mà người ta kết chia mới đạt đến cái sự viên mãn về minh và giải thoát. Thì đây là những điều mà chúng tôi xin được chia sẻ trong lúc chờ đợi cái câu thảo luận của Thượng Tọa Giác Đẳng soạn. Và bây giờ thì chúng tôi đã thấy có câu thảo luận đưa ra, xin thỉnh Thượng Tọa trở lại điều họp. Nam mô Bổn Thầy. Cha thú cái chân Thượng Tọa Thiều Siêu. Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa có mặt ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Pháp Tân đang có mặt ở trước máy và nghe được, xin thỉnh Thượng Tọa trả lời cho câu thảo luận số 1. Thưa giáo thân, có nhiều người đưa ra những quan niệm như vậy là người ta ít phiền não thì người ta tu được, còn mình phiền nhiều phiền não mình không tu được. Người ta ít bận rộn thì người ta tu được, còn mình bận rộn quá thì mình không tu được. Thì câu hỏi mà liên quan tới bài học ở đây là theo cái nhìn của Thượng Tọa thì một người bận rộn nhiều công việc thì có nên tu pháp niệm hơi thở không? Cái thỉnh thưa giáo thân. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Tuệ Quyền, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tính cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiên nam tín nữ. Cảm ơn quý Phật tử cho biết đã nghe rõ. Về vấn đề mà tu gọi là tu về niệm về hơi thở thì con nghĩ rằng đó là một cái gì đó nó gần gũi với lại cái đề mục hơi thở, thì nó gần gũi với lại con người của chúng ta. Bởi vì con thấy là khi mà mình còn sống trên cuộc đời này thì cái hơi thở nó gắn liền với cái mạng sống của mình, và cái hơi thở thì nó cũng nên là gần gũi với lại cái đời sống hàng ngày của mình, và nó là một cái đề mục mà mình có thể theo dõi, mặc dù theo dõi một cách sát sao được, mặc dù là có nhiều cái đề mục khác nhau để mà mình một người tu tập về thiền có nơi thể tựa vào đó để tu tập, tùy theo mỗi người có thích hợp cho mình một cái đề mục nào đó. Thì theo con riêng con thì con nghĩ rằng cái đề mục hơi thở là cái gì đó nó gần gũi với lại cái đời sống của mình nhiều hơn. Khi mà mình rõ ràng là khi mà mình bận nhiều công việc đó, thì do mình khi mà mình làm việc việc này việc kia đó thì mình ít có chú ý đến cái việc hơi thở của mình, cái hơi thở của mình. Thì cái hơi thở nó là, theo con nghĩ là nó là cái quán tính tự nhiên, bởi vì theo cái sự tuần hoàn của cơ thể, tuần hoàn của cơ thể, nhịp đập của trái tim thì cái chuyện đó nó bình thường rồi, và phổi của chúng ta nó thở ra thở vào để tạo nên cái không khí, cái hơi thở ở trong cái đời sống của mình. Nhưng mà khi mà mình bận việc công việc á, bận nhiều công việc á, thì mình lại có khi đó thì có một người đó, thì khi mà mình bận công việc thì mình lại chú ý đến công việc, làm cái công việc đó ra sao, ít có chú tâm đến cái hơi thở. Nhưng mà con nghĩ rằng trong cái đời sống hàng ngày, khi mà mình những cái lúc mà rảnh rỗi, những cái lúc mà rảnh rỗi đó, thì mình phải thường xuyên trau dồi cái hơi thở của mình, tức là mình có sự chú niệm ở trong, tập trú ở trong cái hơi thở của mình bằng cái đời sống chánh niệm. Mình có ghi nhận biết hơi thở ra, hơi thở vào. Thì con nghĩ rằng khi mà mình tập cho mình như vậy, mặc dù là khi buổi ban đầu của mình tập nó khó, là có những cái lúc mình bị sao lãng, mình quên đi
Nhưng mà khi nào mình sực nhớ lại đó thì mình lại là tiếp tục theo dõi hơi thở nữa. Cứ như vậy và làm hoài thì con nghĩ rằng cái việc mà một người mà niệm về hơi thở đó, thì có cái sự tuân thục lâu ngày chạy tháng thì nó sẽ tuân thục, thì nó vốn là tự nhiên, hơi thở ra hơi thở vào là do cái tâm, cái sự chú niệm, cái sự chánh niệm của mình có đó, thì mình cũng có thể ghi nhận được. Vì đối với cái đời sống của một cái người hành thiền thì con nghĩ rằng dù gì đi nữa thì mình cũng phải tập tới tập lui, biết rằng có những cái công việc đòi hỏi chúng ta phải bị, khi chúng ta làm cái những công việc gì đó thì chúng ta lại bị sao lãng ở trong cái đề mục hơi thở. Nhưng mà rồi đó thì mình cứ tập tới tập lui hoài như vậy thì con nghĩ rằng đến một lúc nào đó nó có cái sự thuần thục, nó có sự tự thuần thục, thì thuần thục nó giống là tự nhiên. Khi mà mình đã có cái sự chánh niệm rồi thì từ trong mỗi cái hơi thở ra vào mình có cái sự ghi nhận. Khi mà một người có cái sự thuần thục ở trong cái sự ghi nhận về hơi thở, niệm về hơi thở đó, thì con nghĩ là như vậy. Cho nên là chính vì sự thật ra đó thì những cái công việc nó là cái sự chướng ngại cho cái việc mà một người hành thiền. Nhưng mà mình nói như vậy thì không có nghĩa là mình lại bị cái việc mà do công việc rồi mình lại là không có theo dõi hơi thở được, không có tập chú được hơi thở đấy. Thì con nghĩ rằng cái điều đó nó rất là hạn chế cho cái đời sống tu tập hành thiền của một vị hành giả. Cho nên là khi mà mình theo dõi hơi thở thì bất cứ trường hợp nào mình cũng ráng cố gắng những cái lúc rảnh rỗi thì mình cũng phải cố gắng để mà mình theo dõi hơi thở. Rồi có cái sự thuần thục rồi đó thì có khi chúng ta nhãn, nhưng mà đã từ khi thuần thục á thì tự động cái hơi thở nó vốn là tự nhiên như vậy thì mình cũng có thể ghi nhận được. Có thể ghi nhận được. Chứ nếu không thì mình cũng bảo rằng là mình không có thể hành thiền được hay là mình không có thể theo dõi hơi thở được, thì con nghĩ rằng cái công việc là những cái công việc bên ngoài nó là vẫn là công việc. Và đối với cái người tu tập đó thì trong trường hợp nào thì cũng phải theo dõi cái đề mục của mình, sát sao với cái đề mục của mình bằng cái sự ghi nhận trong cái hơi thở của mình ra vào mạnh yếu lên xuống gì đó, thì con nghĩ rằng cái điều đó nó rất là quan trọng. Khi mà mình rảnh rỗi lúc nào thì mình hành thiền. Còn cái công việc ấy thì nhiều khi nó nhiều cái sự trở ngại cho cái việc hành thiền của mình. Nhưng mà khi đã thuần thục rồi đó thì chính cái hơi chính niệm một chính cái đề mục hơi thở và cái sự chú niệm hơi thở nó vốn là gì thì cái gì đó cũng có cái sự ghi nhận được. Theo con nghĩ là như vậy. Thì đây là cái suy nghĩ của con và những cái gì mà bản thân của con có cái từ cái trải nghiệm những điều đó thì con xin chia sẻ như vậy. Con kính thỉnh thượng tọa trở lại. Sa thú ký trưng thượng tọa pháp tưng, đại đức pháp tính, đại đức pháp tính có mặt ở trước máy không? Nếu đại đức pháp tính đang có mặt ở trước máy, xin đại đức pháp tính trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Một lần nữa xin được hỏi đại đức pháp tính, và thấy thiên tòa xin quyền, thiên tòa xin quyền, ở trong đời sống của chúng ta đó có nhiều người quan niệm rằng cái sự tranh danh lợi đó, tức là mình lăng xăng mình biết được nhiều chuyện là tốt, nhưng mà trên cái nhìn của Phật pháp á, thì một có nhiều cái định niệm là đời sống tinh thần được sung mãn, thì từ đó có thể cho biết rằng cái khả năng sống tập trung, cái khả năng sống có định niệm đó nó có cái lợi lạc như thế nào ở trong đời sống hàng ngày chúng ta. Tại vì có nhiều người quan niệm rằng khi mà mình tu tập định niệm nhiều quá đó, thì năng suất làm việc mình nó sẽ giảm đi. Ví dụ thì gọi là trụ trì chẳng hạn, mà mình cứ lo niệm hơi thở và mình cứ thường xuyên niệm hơi thở thì cái khả năng làm việc nó có giảm đi hay không? Cái tỉnh thì gọi
Nam mô Bổn Thầy, giá Nam mô Tham Ma, giá Nam mô Sa Khai, giá thưa đại chúng nghe rồi, cảm ơn quý vị. Chúng con kính đại đức Phật giáo pháp và chúng tăng kính lễ sư phụ Tỳ Siêu thượng tọa nhất định, thượng tọa minh hạnh, thượng tọa Phật tăng, đại đức Phật chánh đại đức Từ Trì sư minh thâm cùng chư tăng chúng dân tu như cùng chư Phật tử. Và kính bạch thượng tọa, quả thật thì một cái điều mà chúng ta phải xác lựa lập như thế này: nếu chúng ta không có định niệm á, thì cái sự năng suất làm việc của chúng ta nó không chính xác, nó không chính xác. Mà nếu như định niệm để chúng ta làm việc thì nó sẽ tốt đẹp, dầu cho đó không phải là một việc làm của trong thiền định. Ngay lúc đó chẳng hạn như chúng ta giảng thuyết hay chúng ta dạy học hay chúng ta làm bất cứ việc gì, ở đây cái trạng thái định niệm nó là một trợ tạo rất lớn. Một mặt khác, còn nếu như chúng ta nói rằng làm việc mà nó mang tính tức là nó đưa đến cái việc mà nó không cần thiết, hay là những cái không hữu ích trong cái sự tu tập đó, thì phải nói rằng là chúng ta, thì dĩ nhiên một cái là một cái định niệm mà chúng ta tu tập một cách rốt ráo, nếu nó thì chúng ta thấy có như nói, có thể nói như thế này: nếu như chúng ta khi mà chúng ta làm việc thì chúng ta ít ít cái thời gian hơn là khi chúng ta làm việc thì chúng ta ít có thời gian để định niệm một cách cao cả, một cách xuyên suốt. Nhưng phải nói rằng là nền tảng của định niệm nó hỗ trợ cho chúng ta rất là nhiều. Còn để mà bay cao hơn, cũng như là đạt được các cái tầng thiền, hay đạt được các cái giá trị tu tập lớn lao đó, thì nó bị trở ngại, có bị giảm một phần, đúng như vậy. Bởi vì chẳng hạn như bởi vì như vậy cho nên cái việc trụ trì đó là cái nợ, chứ phải trụ trì là một cái gọi là cái vinh dự, hay là một cái được ban được phát mà người ta có cái sự tranh chấp, có một cái sự đố, có sự tham hay chấp đố kỵ, hoặc là người ta tranh giành. Nó thật luôn, thì đây chính là một điều là sự thật. Cũng như Đức Phật ngài cho một vị trụ trì là một người thiếu nợ, là một người bị, có thể nói rằng là nếu nó hướng về cái tu tập cao cả thì một người thiếu phước, còn ngược lại người ta hướng về cái thế lợi thì cho rằng vị trụ trì là vị nó lớn, lớn trong trong mang tính cái quyền hành, trong mang tính cái điều hành. Chứ sự thật ra vị trụ trì không phải là một cái việc làm mà chúng ta, nếu như chúng ta cứ chạy theo cái việc mà cái năng suất làm việc, hay là cái chạy theo cái hướng ngoại nhiều quá, thì tự chúng ta cũng đánh mất một phần là cái quý giá, cái sự tu tập lẽ ra chúng ta dành nhiều cái thời gian cho cái định niệm hơn. Cho nên ở đây nếu hỏi rằng là định niệm có làm giảm suất năng suất làm việc, thì nếu nói về cái thế đời thì giảm, thì chúng ta nếu có định niệm nhiều thì nó giảm năng suất làm việc. Nhưng ngược lại, nếu như theo thế đạo, theo cái lợi của cái đạo, thì nếu chúng ta làm việc mà có định có niệm thì nó tương tất và nó rốt ráo và nó đầy đủ, nó viên mãn. Cho nên vì vậy chúng ta cần phải có một cái quan tâm chỗ này. Nếu như chúng ta sắp xếp khi nào làm việc là làm việc, và khi nào định niệm, hay chúng ta có thể mang theo được lúc nào đó thì nó hay lúc đó. Thì kính bạch thượng tọa, đây là cái câu thổ lực của chính con, những quân gì không có thúc được cái công tình thần toàn, nó muốn thời gian. Sa thú cứ trưng thượng tọa thầy quyền. Bạch chư tôn đức và quý Phật tử, còn vài phút thì xin được chia sẻ với quý ngài quý vị một vài cái thông tin liên quan đến corona. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta nhận được nhiều tin rằng một số các những người làm việc gần tổng thống, phó tổng thống vân vân của Hoa Kỳ đã bị lây nhiễm coronavirus. Điều này cũng cho chúng ta thấy một sự thật khác, đó là sự lây nhiễm quả thật là nó đang có mặt ở khắp nơi. Chúng ta đừng nên có một cái quan niệm rằng chỉ có chỗ này mới lây nhiễm, chỗ khác ta không có bị lây nhiễm. Một điều mà hôm nay CDC, tức là cơ quan phòng chống dịch bệnh của Hoa Kỳ, vừa đưa ra cái bản hướng dẫn
liên quan đến khẩu trang đó, thì chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị ở đây một vài điều mà dựa trên cái thông báo đó. Trước nhất thì chúng ta rất là nên mang khẩu trang. Khẩu trang không có nghĩa là tuyệt đối giúp chúng ta tránh được bệnh, nhưng mà nó còn sẽ góp phần vào. Thì người ta khuyên cái điểm đầu tiên mà chúng ta chọn mua khẩu trang đó, là chúng ta chọn khẩu trang nào nó vừa với khuôn mặt của mình. Đây là điểm quan trọng lắm, bởi vì khuôn mặt mỗi người có lớn có nhỏ và không phải tất cả các khẩu trang giống nhau. Chẳng những khuôn mặt, cái khẩu trang nó vừa úp vào cái sống mũi của mình, miệng của mình nó bao càng càng áp sát càng kín, mà bên cạnh đó thì cái dây đeo á thì nó phải là vừa vặn với cái vành tay của mình. Đó là điểm thứ hai mà chúng ta nên nghiên cứu. Chúng ta có thể mua một vài thứ khẩu trang về để thử. Và điều thứ ba đó, người ta khuyên là khẩu trang phải dễ chịu để mình thở. Có nhiều thứ mình mang khẩu trang vào, mới mang thì không nói chi, nhưng mà mang lâu quá thì hơi khó thở một chút, thì phải cẩn thận, là bởi vì nếu không á, do cái sự khi mang khẩu trang làm cho chúng ta tháo ra tháo vào ngoài, và rốt cuộc thì lợi bất cập hại, nó sẽ gây cho chúng ta cái việc dễ bị truyền nhiễm hơn. Có nhiều đại đa số người không có muốn mang khẩu trang, bởi vì họ lựa những khẩu trang không có không tránh được những cái khó chịu. Có một vài loại khẩu trang mang vào khó chịu lắm, thưa quý vị, khó chịu lắm, nên phải cẩn thận. Và người ta khuyên rằng khẩu trang nên có nhiều lớp, có nhiều lớp thay vì một lớp. Ngoại trừ cái khẩu trang mà của N95 họ sản xuất thì đặc biệt chỉ một lớp, nhưng mà lớp đủ dày. Còn đa số các khẩu trang gọi là đúng tiêu chuẩn thường là 3 hoặc 4 lớp, thì như vậy cái khả năng ngăn ngừa sẽ nhiều hơn. Sau cùng, ở vào trong thời đại dịch bệnh này, chúng ta một ngày có rất nhiều lần phải tháo ra, mở vào, mặc vào hoặc là tháo ra các khẩu trang. Nên chúng ta nên lựa cái loại khẩu trang nào có thể giặt đi giặt lại, xài lại nhiều lần. Đây là một điểm rất là cần thiết. Nó có những loại khẩu trang y tế xài xong rồi bỏ đó, thì chúng ta tưởng tượng một ngày mà mình phải ngoài mà xài cả chục cái như vậy, thật ra rất là tốn kém, và đồng thời mình cũng không có cái khả năng mang theo. Thì mỗi lần đi ra bên ngoài chúng ta nên mang theo ít nhất là cũng 3-4 khẩu trang, để sau khi mặc đi vào một chỗ nào đó thì không nên đeo trở lại, mà chúng ta bỏ vào trong một bao ni lông và xài cái mới. Nhưng mà những thứ này đem về nhà có thể giặt được, cái nhiệt độ của máy giặt nóng đó, và có thể giúp cho chúng ta với xà bông mới diệt trừ các vi trùng đóng ở trên khẩu trang. Và CDC khuyên chúng ta nên lựa những khẩu trang có thể giặt đi giặt lại, xài lại nhiều lần. Nên thưa quý vị, thời gian sắp tới có lẽ là chúng ta phải học cái cách để sống với coronavirus. Rất là khó để có một cái ước tính là chừng bao lâu nữa bệnh dịch sẽ đi qua. Và hầu như mỗi mỗi chúng ta đều phải chuẩn bị cho cái cuộc sống bình thường. Cuộc sống bình thường có nghĩa là cuộc sống có tiếp xúc, có đi đó đi đây, có ăn ở nhà hàng, có đi shopping, có đi chợ mua thực phẩm. Và vì vậy khẩu trang là một phần ở trong sự chuẩn bị cần thiết. Chúng ta nên cố gắng cẩn thận, rất cẩn thận để biết mang khẩu trang, và nên thay đổi cái nhìn của mình. Thay vì hồi trước giờ chúng ta kỳ thị ghét bỏ khẩu trang hay là không thích, ưa thích khẩu trang. Chúng tôi biết rằng có rất nhiều người Mỹ, họ rất là bực bội khi mang khẩu trang, nhưng mà phải nói một điều rằng đó là một ở trong những cái biện pháp giúp giảm thiểu cái sự lây lan của siêu vi COVID-19. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính tri ân chư vị giảng sư đã vào room thuyết giảng đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Và nên nhớ rằng mặc dù đã có những cái lệnh mở cửa, giảm thiểu phong tỏa đó đây, nhưng mà bệnh dịch vẫn đang hoành hành. Mong rằng chư tôn đức và quý Phật tử luôn luôn cẩn thận ở trong mọi trường hợp, gìn giữ sự an toàn cho mình, cũng là gìn giữ sự an toàn cho những người xung quanh mình. Hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy.